Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân đều lấn sân sang Hàn Quốc, ai được lòng khán giả quốc tế hơn? Sau khi thả thí thiên hạ của Dương Dương và Triệu Lộ Tư xuất ngoại sang xứ sở kim chi và thu về khá nhiều ý kiến tích cực, thì Thương Lan Quyết của Ngô Thư Hân và Vương Hạc Đệ cũng là tác phẩm tiếp theo góp mặt tại thị trường này. Nhiều người thắc mắc về phản ứng của khán giả quốc tế về hai bộ phim này. Cùng với Trầm Vụng Hương Phai và Tinh Hán Sáng Lạn, Thương Lan Quyết do bộ ba Ngô Thư Hân, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách tham gia diễn xuất cũng là phim truyền hình được nhiều khán giả yêu thích hiện nay. Mới đây, truyền thông đưa tin Thương Lan Quyết đã được Hàn Quốc mua bản quyền với Tốc Độ Ánh Sáng sau khi phim lên sóng. Như vậy, nối bước Thả Thí Thiên Hạ, Thương Lan Quyết cũng là một trong những phim truyền hình được lòng khán giả Hàn Quốc trong năm 2022. Ngay sau đó, trên các diễn đàn, khán giả bỗng bùng nổ tranh luận về chủ đề giữa Thả Thí Thiên Hạ và Thương Lan Quyết, phim nào được lòng khán giả quốc tế hơn. Cụ thể, truyền thông đưa tin chỉ sau một tiếng phát sóng, Thương Lan Quyết đã được Hàn Quốc mua bản quyền và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả nước này. Như vậy, phim mới của Ngô Thư Hân không chỉ lấn át Trầm Vụng Hương Phai của Dương Tử ở thị trường nội địa, mà còn được lòng cả khán giả quốc tế. Theo đó, nhiều người cho rằng nữ chính Ngô Thư Hân có vẻ ngoài đáng yêu, đúng gu người Hàn, diễn xuất cũng khá ổn. Ngoài ra, chemistry của cặp đôi Vương Hạc Đệ, Ngô Thư Hân cũng được đánh giá cao. Ngay sau khi thông tin Thương Lan Quyết xuất ngoại, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trên các diễn đàn. Bên cạnh những lời chúc gửi đến ekip Thương Lan Quyết, khán giả còn dành sự ca ngợi cho sự tiến bộ trong diễn xuất của Ngô Thư Hân và các diễn viên. Bên cạnh đó, có người nhắc đến trường hợp hàng tiếng của Thả Thí Thiên Hạ trước đây và đặt hai dự án lên bàn cân để so sánh. Trong đó, nhiều người cho rằng Thương Lan Quyết có màn xuất ngoại thành công hơn, bởi Thương Lan Quyết sở hữu dàn cast kém nổi hơn so với Thả Thí Thiên Hạ, nhưng sức hút của phim không hề kém cạnh. Bản thân Ngô Thư Hân nếu so về diễn xuất cũng không thua gì Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, số khác khán giả nhận thấy Thương Lan Quyết đúng là rất hay và hợp gu người Hàn, nhưng không thể so với phim của Triệu Lộ Tư và Dương Dương. Bởi trước đây, Thả Thí Thiên Hạ không chỉ được mua bản quyền ở Hàn, mà còn gây sốt tại các quốc gia châu Á và on top Netflix trong một thời gian dài. Độ bàn luận của khán giả quốc tế về Thả Thí Thiên Hạ cũng cao hơn nhiều so với Thương Lan Quyết. Trước những tranh cãi trên, có người lại nhận thấy hai bộ phim căn bản không thể so sánh với nhau. Nếu so về diễn xuất, Ngô Thư Hân và Triệu Lộ Tư có thể xem là ngang tài ngang sức, và bởi Thương Lan Quyết chỉ mới lên sóng vài tập, chưa thể khẳng định được hiệu ứng mà phim mang lại cho thị trường quốc tế là nhiều hay ít so với Thả Thí Thiên Hạ. Thương Lan Quyết là bộ phim Hoa ngữ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim xoay quanh nhân vật thần nữ của Phách Tâm tộc bị ma tôn Đông Phương Thanh Thương diệt tộc. Nàng trọng sinh thành tiên nữ cấp thấp trên thiên giới Hoa Lan nhỏ do Ngô Thư Hân thủ vai, trong lúc vô tình lại đụng mặt kẻ thù của mình là Đông Phương Thanh Phương do Vương Hạc Đệ thủ vai đang bị nhốt trong Hạo Thiên Tháp. Muốn đạt được tự do, hắn phải lấy hồn thần nữ của Hoa Lan nhỏ để giải phong ấn trên người. Trong quá trình ấy, đại ma đầu vốn đã đoạn tuyệt tình ái vậy mà lại động lòng với Hoa Lan nhỏ đáng yêu. Vừa lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim của Ngô Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã nhận được sự quan tâm của khán giả với nhiều thành tích ấn tượng, là một tác phẩm rất đáng xem trong mùa hè này.